Và đây là ý kiến của bạn ở dưới video nhé. Anh Vũ Văn ra tay thật là hào phóng quá. Tôi thụ sủng nhược kinh. Chút tiền nhỏ mà thôi. Đặc biệt từ Hoa Hải đến đây chỉ là vì một cục huyền thiết quặng. Ông đừng nghĩ đến chuyện lấy hàng giả ra để lừa gạt tôi. Anh Vũ Văn là nhân vật số 1, số 2 ở Hoa Hải. Ai dám qua mắt anh chứ? Đi đến từ phòng lấy cái hộp đó ra đây. Anh không đưa huyền thiết quặng cho Tần Mặc không sao thật chứ? Hắn chỉ là một tên sắp chết mà thôi. Anh coi hắn như là siêu nhân thật đi à? Có thể khóc thổi miệng cọc ưng. Làm gì thì làm sao? Mơ cất của tôi không một kỳ hở, chắc chắn không sống nổi. Còn không được. Khi còn có anh Vũ Văn đây, sử dụng mạnh của anh Vũ Văn đây đã sớm vượt khỏi phạm vi Long Thành rồi. Con trai phụ chủ Nam, phụ tỉnh Hoa Hải, công tử của thế gia võ đạo bậc nhất, không phải nhảy ranh đầu đường xó chợ có thể bị được. Ông chủ, hắn tiêu rồi, Tần Mặc tiêu rồi. Thật sao? Tôi Tần Mặc nhìn thấy con hổ sông về phía hắn ta rồi. Hắn chết chắc luôn rồi. Các ông đang nói cái gì vậy? Chẳng qua chỉ là một tên nhóc con cũng thèm muốn huyền thuyết quặng mỏ mà thôi. Đời này rác rưởi mà cũng dám tranh giành đồ vật với tôi à? Người trước đây giành đồ với tôi, có một trên mộ đã cao mấy mét rồi. Đồ tốt đương nhiên là của anh rồi. Bắt đầu từ hôm nay, huyền thuyết quặng đã thuộc về anh. Đoan! Cái gì đây? Kỹ nào? Tài hạ Tần Mặc. Ông chủ, chúng tôi thực sự không cản nổi hắn, hắn là ma quỷ đó. Tần Mặc, sao mày vẫn chưa chết? Người đâu rồi? Nhưng gọi nữa, tôi giết hết rồi. Giết hết rồi. Ồ, các ông có huyền thiết quặng, còn lừa tôi đi đánh hổ. Cậu chính là tên rắc rưởi muốn tranh huyền thiết quặng với tôi đó à? Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng, cậu chỉ biết rằng, người dám tranh đồ với tôi đều chết cả rồi. Khối quặng này thuộc về anh Vũ Văn rồi. Này, mày đừng hòng cướp. Anh Vũ Văn giết hắn đi, huyết thức quặng chính là của anh. Bây giờ giải quyết Tần Mặc phải nhờ cả vào Vũ Văn rồi. Rõ ràng là chuyện các người đã đồng ý, bây giờ lại cái chết cũng không thừa nhận, lại còn muốn diệt người vào khẩu. Nói lời mà không giữ lời, thật khiến người ta khinh thường. Muốn lấy đồ của tôi thì cầm mạng đến đổi. Ồ, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Ta một trong hai kiệt xuất nhất Nam Phủ Hoại, một tiểu nhân vô năng mà cũng dám đòi đồ với ta. Xem ra anh thật sự muốn giết tôi. Này thì giết tôi. Bố lão, tôi không muốn giết anh, đưa huyền thiết quặng cho tôi. Tôi có thể không so đo nữa. Mày đến tao bị thương mà còn muốn lấy huyền thiết quặng của tao. Tao là con cưng của Nam Phủ, sao mày có thể xem thường? Tao phải đem mày chết bông chết dâm. Ồ, quả nhiên là chọn cá chết. Vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Lăng ba chi bộ. Một cước. Tao là con cưng của Nam Phủ, là con trai của chủ phủ Nam Phủ. Mày giết tao rồi, bố tao sẽ không tha cho mày. Sẽ không tha cho mày đâu. Nếu tao mà chết thì mày cũng đừng hòng sống yên. Ồ. Đi chứ phải là linh thạch mà mình còn sao? 18. Đi thông thả nhé. Vì đứng nâng cao tu vi, linh thạch này mình lấy vậy. Cầu Tần bất giận, vừa rồi đều là hiểu lầm. Là Vũ Văn hắn nhất quyết muốn lấy huyền thiết khoáng. Tôi cũng không dám phản kháng nên mới dám đắc tội với cậu. Giờ cậu giết hắn rồi, xin cậu hãy vui lòng nhận huyền thiết khoáng. Hiểu lầm, anh tưởng tôi không biết chuyện gì à? Hai người muốn mượn tay Vũ Văn để giết tôi. Sớm biết đã không tham lợi ích của Thái Hành An, Tần Mặc này đúng không phải là người. Cậu Tần, tôi không dám nữa đâu, xin cậu tha cho tôi đi. Cậu xin cậu, tôi tặng huyền thuyết khoáng này cho cậu cũng được, cậu tha cho tôi đi. Không liên quan đến tôi đâu, cậu Tần, không liên quan đến tôi. Nhớ lâu vào cho tôi. Chân của tôi. À. Đến anh rồi. À. Thời gian Lâm Hàn Kiếm đột phá sắp đến rồi. Không có thời gian so đo với anh. Cảm ơn cậu Tần, cảm ơn cậu Tần. Sau này tôi không dám nữa đâu. Sao? Thiên tài thiếu niên song tu dược võ, tại sao lại tức giận giết chết Nam Phủ công tử? Nghe nói cậu ta mới 20 tuổi, để Tần Mặc làm lão đại của Long Thành là được rồi.
Tân Mặc liên tiếp giành lại vinh quang cho Long Thành. Chưa từng nghe nói có thứ gì mà hắn không biết. Có thể là lúc nhỏ được đào tạo nhiều. Không biết bắt đầu từ bao giờ người cái thành phố họ Hoa Hải Long ai có bàn tán về chuyện liên quan tới Tân Mặc Nam Phủ. Tân Mặc dám hại con trai tao, tao nhất định phải giết mày, giết chết mày. Phủ chủ Nam Phủ Vũ Tiêu Cực, phủ chủ nén bi thương, nguy tròn nguyện vì Nam Phủ. Chắc đâu từ Tân Mặc cũng tế vồn lên cho thiếu chủ. Ngụy đại sư, nói cái thật không? Ngụy Trân là người của Nam Phủ, đương nhiên bằng lòng báo thù rửa hận cho công tử. Được, chỉ cần Ngụy đại sư thành công, Nam Phủ sẽ không tệ bạc với ông. Phủ chủ khách khí rồi, Ngụy mỗ xin đi trước một bước. Thù lao của Dược gia cộng thêm quà tặng của phủ chủ, cái mạng quyền của tên Tân Mặc này thật đáng để mình ra tay. Nhưng mà mình đức cao vọng trọng, đích thân ra tay có hơi mất địa vị. Phải tìm một người khác ép Tân Mặc chủ động thách đấu. Long Thành sảnh tiệc rượu. Nhờ có các vị tường bối của giới kinh doanh Long Thành, sau khi trải qua hàng loạt khó khăn, vải dệt Cầm Thị chúng tôi bắt đầu từ hôm nay chính thức gia nhập vào Long Thành. Hoan nghênh. Tiếp sau này xin mời mọi người hưởng thụ bữa tiệc tối nay. Cầu Tần lần này thắng được cuộc thi dược sư, chấn động thành phố dược sinh, giành lại được một số lợi ích cho nhân dân Long Thành. Bách Hàm cảm kích vô cùng. Nghe nói còn tận lực đánh bại Vũ Văn công tử của Nam Phủ, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, ta rất khâm phục, quá khen rồi. Nếu không phải vì thăng cấp Long Hàng Kiếm, ta cũng không ra tay với hắn. Long Hàng Kiếm đã đột phá thành công rồi, vẫn phải tìm một cao thủ luyện thử mới được. Đang nghĩ gì thế? Không có gì. Gần đây danh tiếng của cậu không nhỏ đấy cậu Tần. Tiệc chào mừng tôi gia nhập vào Long Thành cũng sắp thành tiệc chúc mừng công trạng của cậu luôn rồi. Chị Cầm, chị đừng đùa tôi nữa. Bữa tiệc chúc mừng to như vậy cũng không gửi thiệp mời cho mẫu gia tôi nữa. Mẫu về anh đến đây làm gì? Ở đây không chào đón anh. Đừng gấp chứ. Hôm nay tôi đến đây chỉ là mang đến cho cậu Tần kính yêu một tin tức. Hiện giờ danh tiếng của cậu Tần rộng khắp nơi. Cầm gia có cậu Tần chống lưng. Không lẽ mẫu về cũng muốn cản trở Cầm gia tham gia vào Long Thành? Với lại tên Đào Kha kia cũng đi chung với hắn. Đầu óc có vấn đề à? Tân Mặc đệ, cậu đã giết chết Vũ Văn công tử của Nam Phủ, vốn nên đền mạng. Nhưng Ngụy đại sư thấy cậu nhỏ tuổi nông nổi cho nên quyết định cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu tự chặt một cánh tay đưa đến trước mặt Ngụy đại sư, Nam Phủ sẽ bằng lòng không truy cứu nữa. Nam Phủ là con thiêu thân sao? Sao lại gây chuyện với cậu Tần chứ? Anh nhỏ tiếng một chút đi, Nam Phủ không phải nơi mà chúng ta có thể bàn tán đâu. Thế nào? Ngụy đại sư thì trần của Nam Phủ nhân từ lắm phải không? Nhưng nếu cậu không, Nam Phủ sẽ phái tứ đại cường giả xuất thân toàn bộ lực lượng giết sạch những người có liên quan đến cậu Tần. Hả? Không lẽ là một trong tứ đại tối cường giả của Nam Phủ trấn tỉnh Hoa Hải sao? Đến của hắn cũng ra tay rồi. Y là Tần Mặc chỉ có thể tự chặt một tay đã bảo toàn tính mạng rồi. Chứ dù Tần Mặc cậu không sợ, bạn bè thân thích bên cạnh cậu còn ở cạnh cậu nữa không? Tần Mặc, ông muốn lấy một cánh tay của tôi à? Sốc sống chín, cậu ấy muốn chặt tay thật sao? Tần Mặc lão đệ, thế là đúng rồi, chặt một cánh tay bảo đảm bình yên luôn. Nhưng tôi không đấy. Cậu dám từ chối? Cẩn thận suy đại sư một chiêu giết chết cậu đấy. Không thì vợ không biết ai thắng ai thua. Tôi không biết tốt xấu, hình hoang tự đại. Đến Nghị đại sư là ai mà cậu cũng không biết à? Gan cũng thật lớn đấy. Lúc mà kiếm vừa mới thăng cấp, lúc này có người luyện cung chủ động đến đưa tầng cửa, sao có thể bỏ qua chứ? Hôm nay mặc kệ ông ta là ai, Tần Mặc tôi ở đây tuyên chiến với Ngụy Trọng, hôm khác chiến đấu để xem ai thắng ai thua. Muốn khiêu chiến đại sư Nam Phủ? Tần Mặc lão đệ, đây là cậu nói đấy nhé. 3 ngày sau, Ngụy đại sư chờ cậu ở núi Thương Hoàng. Thì ra đã có chuẩn bị, có ý đến kích mình. Không ngờ mẫu gia lại có Nam Phủ chống lưng, với lại Tần Mặc cũng không chắc có thể đánh thắng được Ngụy Trọng. Chúng ta mau chóng phủ sạch quan hệ với Tần Mặc đi. Ông trời, Tổng giám đốc Mậu, tôi ngưỡng mộ Ngụy đại sư đã lâu, Mậu gia có thể giúp tôi hẹn được không? Vừa rồi không phải các người bọn bám chặt lấy Tần Mặc lão đệ sao? Ai bám chặt cậu ta chứ, chẳng qua chỉ là nể lòng Tổng giám đốc Bách thôi, mặt mũi thương thân. Và đó, tiêu tử thối không biết lượng sức mình như cậu ta, quy xuống lâu vậy cho tôi còn không xứng đấy. Một lũ mù coi thường Tần Mặc, sau này các người hối hận không kịp. Các người thực sự muốn chào ông Mậu gia sao? Phí lời không chọn Mậu gia, lẽ nào chọn cậu mà 3 ngày sau biến thành người chết à? Nếu một người đã chọn Mậu gia thì đừng hối hận, từ bây giờ chúng ta sẽ là kẻ địch. Tần Mặc lão đệ, để xem mồm cậu 3 ngày sau có cứng được nữa không. Chúng ta đi. Này, mau đi theo giám đốc Mậu kia, tránh bị vạ lây. Cái gì? Cậu Tần,
Binh Dược Gia nhận được tin tức cậu muốn ra tay với Nam Phủ, giờ lại nuốt lời bọn họ định không tuân thủ hẹn ước. Trong phòng trọ, tin tức tiểu tử không biết tự lượng sức mình, tuyên chiến với nghị tròn tòa trấn đại sư Nam Phủ, vì đã không làm phiền bạn cùng phòng không thể không thuê chỗ này. Phòng tuy nhỏ nhưng địa thế tốt, thích hợp cho tu luyện. Ồ, thời gian hiện đấu đang dần đến gần, phải chăm chỉ luyện tập hơn, không thể lười biếng. Sắp đột phá rồi. Cửa lâu như vậy rồi cũng không có người đáp, không phải thức đêm tập luyện đến đổ bệnh rồi đấy chứ. Cửa không khóa. Cuối cùng cũng đột phá rồi. Ây da, cái gì đây? Ồ, trúng mảnh, vô mảnh luôn. Ây da. Thái, cô cần bình tĩnh lại. Tôi đang tu luyện, thật sự là tôi đang tu luyện mà. Cô có cầm, cô đến có việc gì sao? Cái cậu cái này tiền bên trong đủ cho cậu tiêu cả đời đấy. Cô có ý gì? Tôi đã hỏi ông nội rồi. Nam Phủ là một trong tứ đại ẩn thế và đạo gia tộc, thực lực có thể rung chuyển trời đất. Có sức lực của một mình cậu đấu không lại bọn họ đâu. Cậu cầm số tiền này mau chóng xuất ngoại đi. Đợi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ nhờ ông nội xử lý chuyện này. Đối cậu trở về có được không? Cô cảm thấy tôi không đánh nổi một đại sư của Nam Phủ sao? Nhưng cậu biết rằng đằng sau Ngụy Trần là cả một Nam Phủ. Ông Long đã từng nói, mặc cờ kẻ địch mạnh cỡ nào cũng phải có thế tâm không sợ hãi của một cường giả. Vốn hồ tôi vốn cũng chẳng coi đại sư tòa trấn là gì đó ra gì cả. Nếu tôi muốn đi thì cũng phải giết xong hắn rồi mới đi. Núi Thương Hoạt, người đại sư địa kiếm mà ngài cần, tấm cuối cùng đã lập xong theo yêu cầu của ngài rồi. Được rồi, mọi người lùi xuống đi. Tương lời, người đại sư, ngài đã ở bên trong núi 3 ngày 3 đêm, chỉ để đốc thúc bọn tôi làm mấy bia kiếm này. Nhưng không biết mấy bia kiếm này có tác dụng gì không vậy? Đương nhiên là giúp ta một tay rồi. Xem ra ngài đã nắm chắc phần thắng trận quyết chiến ngày mai rồi. Không có mấy bia kiếm này, còn nắm chắc 9 phần, có nó rồi. Tân mặt núi Thương Hoàng. Ông nội, chúng ta đến nơi rừng núi hoang dã này để làm gì? Hứa Thành, hôm nay đại sư trấn phủ Nam Phủ người tròn quyết chiến với một tiểu bối trên núi Thương Hoàng. Ông đưa con đến tìm hiểu thế giới. Hứa Phi Tường, đỉnh núi của Thương Hoàng. Người đại sư ở trên núi bao lâu rồi? Từ khi bày bố kiếm trọn xong thì vẫn luôn ngồi thuyền luyện công. Người đại sư còn ngồi thuyền làm gì nữa? Tần Mặc thất bại. Dược gia chủ được kích động, người đại sư đã sắp xếp xong trên đỉnh núi xong rồi. Tân Mặc đương nhiên sẽ chết chắc. Đúng vậy, đại sư trấn thủ Nam Phủ ra tay, Tân Mặc chắc chắn có đi không có về. Một bên khác, giới Dược Long Thành Phục Trăng, Cam gia đều dựa vào trận chiến này của anh Mặc. Tỷ lệ thắng quá khó dự đoán. Nếu ngày đó tôi bắt ép cậu ta ra nước ngoài được thì tốt rồi. Sư phụ cố lên. Đến rồi. Ồ. Ôi chào, Tân Mặc lão đệ, cậu cứ gan đến thật nhỉ. Lát nữa sẽ khiến cậu cút khỏi Long Thành. Cút khỏi Long Thành? Ê, là hắn không còn cơ hội nữa rồi. Nguyễn đại sư sẽ khiến hắn trồn thay tại núi Thương Hoang. Một đứa trẻ ranh là giống chống lại người đại sư giành chóng hoài, không biết tự lượng sức. Chết đi, chết đi. Ra vẻ một chút thì oai, ra vẻ nhiều chút thì chuồng gà. Hay, Tân Mặc mày đừng có liên lụy mọi người nữa. Làm gì có lý đó, một đám rác rưởi bọn họ dựa vào cái gì mà mắng sư phụ? Dịp nhiên, anh Tân đã nhắc nhở chúng ta trước rồi, không được ra mặt cho dù trên ấy, tránh bị Nam Phủ trả thù. Nhưng mà anh Tân Mặc, em ủng hộ anh. Ơ, là cô bé được mình trị khỏi mặt trước đây. Nhìn kia, vậy mà hắn còn có người ủng hộ. Nhà đồng, nhanh đi tìm mẹ đi, chỗ này rất nguy hiểm. Mặc dù tôi không biết các chú các bác ở đây sao lại ghét anh Tân Mặc đến như thế, nhưng tôi biết anh Tân Mặc tuyệt đối không phải người xấu. Ngây thơ. Là anh ấy đã từng luyện ra dịch nguyên đang trị khỏi cho hàng trăm người bị lỡ liếc mặt. Cũng là anh ấy thắng cuộc trong cuộc thi dược sư ở thành phố Dược Sinh. Anh Tân là anh hùng của Long Thành. Không lẽ mọi người không nên ủng hộ anh ấy sao? Nói ra thì khuôn mặt này của tôi cũng được cấu nhờ dịch chuyên đăng. Cảm ơn em. Em gái có muốn cùng anh lên đỉnh núi không? Muốn. Không biết sống chết mà còn cười ra mặt được. Đúng, đúng vậy, tôi thấy lần này Tần Mặc chết chắc. Nếu như hắn chết, sự nghiệp của hắn ở Long Thành chẳng phải sẽ có một phần cho chúng ta sao? Thực ra tôi cũng mong chờ điều này. Ông nội có cần ngăn cản
Dương Nam Phủ không? Ông nội đã nói ông ấy chẳng có tư cách gặp mặt phủ chủ Nam Phủ. Nói đến gì ngăn cản? Cô xem thường Nam Phủ quá rồi. Những bi kiếm này có chút quen thuộc, hình như đã gặp đâu đó. Nơi quyết chiến Thương Hoàng, toàn mặt. Ngươi giết chết con trai phụ chủ, trong dân Nam Phủ còn giết không, còn chết không hối cải, quá thật là tội không thể tha. Nhưng ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tự kết liễu, có lẽ sẽ chết toàn thây. Còn nếu không thì sao? Vậy thì hôm nay, tại núi Thương Hoàng này, sẽ là ngày chôn thây của toàn mặt ngươi. Ồ, sợ, em ở đây, chờ anh dạy bản lĩnh cho em. Vâng, lại dám coi thường ta. Rầm, tốc độ nhanh quá. Đơn ít lần nha các bạn. Nhanh quá rồi, tôi không chỉ thấy cái bóng nữa. Trần Mông quyền pháp tuyệt kỹ thành danh của Nghị Đại Sư. Ông ta muốn tuyệt sát Tần Mặc. Điên mất rồi. Tần Mặc chết dưới tay Ngụy Trần ta là phúc khí của ngươi. Wow, đã nghe chưa? Âm thanh xương cốt gãy vụn, đầu não của Tần Mặc bị đánh vỡ rồi. Không hổ là đại sư trấn thủ Nam Phủ, hai chiêu đã diệt Tần Mặc. Anh Tần, không đâu, sư phụ sẽ không chết. Tần Mặc, người bị thương lại là Ngụy Trần đại sư. Ồ, đầu Tần Mặc là cái quái gì? Xin lỗi, tôi chính là thiết đầu oa trong truyền thuyết. Cũng có bản lĩnh đấy, nhưng mà bây giờ... Ha ha ha, cái chết của ngươi đến rồi. Kiếm kỳ đại trận. Cái gì? Chấp 71. Khởi động kiếm kỳ đại trận, núi rừng dao động ngay tức khắc. Sư phụ ngầu. Tên này không hay rồi. Chỉ dựa vào những tia sáng này thì có thể giết chết Tần Mặc không? Vô tri. Sư phụ năm đó được tiên sinh được chuyên nhân chỉ điểm, học được trận này liền thăng cấp thành võ đạo đại sư, còn đánh nhau khó khăn thắng bại với phụ chủ Nam Phủ Vũ Tiêu Cực, vì vậy được phụ chủ tán thưởng, được người đời tôn kính. Trận này là vốn gốc để sư phụ đứng vững ở Hoa Hải. Trận này mở Tần Mặc chết chắc rồi. Trận pháp tiên nhân truyền thụ, nghe đồn là thực lực của Vũ Tiêu Cực đã đạt tới bước tông sư võ đạo rồi. Ông ta còn nhờ trận này mà đánh ngang ngửa với Vũ Tiêu Cực. Xem ra Tần Mặc này lên. Hả? Ngươi có thể chết dưới kiếm kỳ đại trận cũng coi như đó là phúc phận của ngươi. Kiếm kỳ đại trận, hình như đã từng nghe ở đâu đó, là ở đâu nhỉ? Ngươi này vô lực chống đỡ rồi. Ông nội đừng xem nữa, Tần Mặc sợ là phải chôn thân ở đây rồi. Vì đã tiêu diệt Tần Mặc, Ngụy Trần đã đến núi Thương Hoàng bố trí kiếm kỳ đại trận này trước 3 ngày. Tần Mặc có chết cũng không uổng. Mọi người nhìn kia, Tần Mặc đang làm gì vậy? Làm sao có thể? Quái vật, bị kiếm lớn như thế mà cũng chống đỡ được. Tôi nhớ ra rồi, đây là kiếm kỳ đại trận 18 bia kiếm tương sinh tương khắc, chính là đại diện cờ đen, chính cái đại diện cờ trắng. Cờ trắng đến giết, cờ đen thì đến phá. Ây da, hello. Úi, mới có 3 chiều đã chạy rồi. À, chẳng phải nói là nắm chắc 10 phần sao? Hay, đừng đuổi theo nữa. Sao cụ lại biết được phương pháp hóa giải? Ồ, trận này tôi đã nghe ông nội tôi nói rồi. Ngày xưa chỉ là một trận pháp kiếm khuyết do ông ấy sáng tạo mà thôi. Ông nội cảm thấy trận này quá nhiều sợ nên đã đổi lấy một bát mì thịt bò. Mì thịt bò? Tiên nhân kỳ xưa muốn mình dùng một bát mì thịt bò để đổi lấy trận pháp. Không lẽ là ông nội của Tần Mặc? Không biết cậu Tần Mặc chính là hậu duệ của tiên nhân. Vạn bối Ngụy Trần đã đắc tội nhiều, xin được lượng thứ. À, Ngụy đại sư lại quỳ Tần Mặc rồi, làm sao có thể? Đó là võ đạo đại sư đó, tiêu rồi. Ngay cả Ngụy đại sư cũng thần phục Tần Mặc thì nhà họ mẫu tiêu rồi. Mày đứng dậy, nếu ông đã quen biết ông nội tôi thì chuyện này coi như thôi vậy.
Hổ thẹn, hổ thẹn, tôi làm gì có tư cách quen biết lão nhân gia nhà cậu. Vốn dĩ định giết luôn võ đạo đại sư lập uy ở Long Thành. Hôm nay lại biết được ông nội và ông ta từng quen biết. Đi, theo anh xuống núi. Anh Tùng Mạc vừa rồi thật là lợi hại, sau này em lớn lên cũng muốn lợi hại như anh. Câu tăng dám hỏi hiện giờ tiên nhân. Ông nội hành tung phiêu bạc bất định, ông đừng hỏi lại nữa. Tôi sẽ ghi nhớ. Mọi người nhìn mặt Tùng Mạc kìa, giống như nhìn người thống trị thế gian. Trong mắt bọn họ có ý gì, có sợ hãi và có tôn kính. Thực lực mới là phương pháp tốt nhất để khiến đám người này cúi đầu. Xứng đáng là thiếu niên anh hùng mà ta nhắm trúng, thiên phú kinh người. Đợi có cơ hội nhất định phải mời cậu ta đến quân khu làm khách. Vâng, ông nội. Chấp 72. Thôn xóm núi Thương Đoàn. Lão bá tử gom đủ phí bảo về chưa? Ông không còn nhiều kiên nhẫn nữa đâu đấy. Đợi chút nữa sắp đủ rồi. Hôm nay có Tần Mạc tôi ở đây, xem ai còn dám thu phí bảo vệ nữa. Ôi trời, cậu Tần cuối cùng cũng đến rồi, yên tâm. Thôn trưởng, tôi nói bảo vệ mọi người nhất định sẽ bảo vệ, thực lực của tôi ông biết mà. Hả? Tên này không phải là người đánh hổ cùng mình sao? Xem hắn muốn làm gì. Cậu quả nhiên là có tác dụng, bọn chúng sợ rồi. Không sai, tôi chính là Tần Mặc vừa rồi đánh bại nghị trần võ tông đạo sư của Nam Phủ trên núi Thương Bớp. Ây da, con mẹ nó, cậu tưởng bộ tôi chưa gặp Tần Mặc bao giờ sao? Lúc bọn này đánh Tần Mặc, cậu còn chưa đẻ ra đâu. Cậu muốn giả làm Tần Mặc dọa bọn này sao? Mấy tên côn đồ lưu manh các cậu, sao có thể gặp tôi rồi chứ? Đừng ép tôi phải ra tay. Thì ra giả làm mình là mấy để dọa bọn thủ phí bảo vệ. Bọn này cứ qua với Tần Trần đi nhé, Tần Mặc đi nhé. Phí bảo vệ hôm nay gấp đôi, nếu hôm nay không nộp ra được thì... đừng có qua đây, tôi là Tần Mặc tộc mà. Còn qua đây là tôi đánh đấy. Tôi thấy cậu chưa thấy quan tài chưa đô lệ đấy. Lão bá tử, tôi tiễn ông sớm ngày quy tiên trước vậy. Tôi nói hai vị này, đã lâu không gặp. Cậu Tần Mặc, sao cậu lại ở đây? Đi lang thang thôi, Hứa Dương không chúng ta có quyền biết à? Anh sợ gì chứ? Vừa rồi các anh từng đánh tôi vậy, sao tôi không nhớ? Ây da, Thẩm ca, vừa rồi bọn tôi ăn nói lung tung, cậu coi tôi như là nói bậy đi. Cho bọn tôi trăm cái gan, bọn tôi cũng không dám kết thân với Tần ca đâu. Đứng lên đi, sau này bớt làm khó người trong thôn đi, làm chút chuyện đàng hoàng. Vâng vâng, đều nghe Tần ca hết. Cậu ấy là cậu Tần thật sao? Là thật đấy, cậu ta thế mà đồng ý giúp đỡ tôi. Thôn trưởng vừa rồi thật xin lỗi nhé, sau này bọn tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền mọi người nữa. Thật sự là cảm ơn cậu Tần, đại ơn đại đức này tôi không bao giờ quên. Cảm ơn cậu Tần không sao đo nợ cũ giúp đỡ tôi. Tôi cũng không phải là cố ý giúp cậu đâu, chỉ là tôi thấy cậu giả thành tôi thế này thật là mất mặt. Mặc kệ thế nào đi nữa, cậu đã cứu chúng tôi. Người trong thôn vì đã cảm ơn cậu muốn tặng cho cậu một món quà lớn. Quà gì cơ? Cậu đến thì sẽ biết. Cậu Tần, thôn chúng tôi quyết định tặng cậu căn biệt thự này cho cậu. Ồ, linh khí thật là dồi dào. Linh khí của dòng sông này bằng trăm lần của Long Thành, thật sự là nơi tốt để tu luyện. Thôn truyện căn biệt thự này rất được, nhưng vừa rồi tôi chỉ tiện tay. Cậu đừng thấy gánh nặng, thật sự là chúng tôi cũng đã tính toán của riêng mình. Nếu cậu ở lại đây thì không phải sau này có tên côn đồ lưu manh kia sẽ không lần quẩn ở đây nữa sao? Thì hiểu rồi, vậy thì tôi không cách sáo nữa. Nếu mình xây dựng nơi này, tại đây nhất định sẽ trở thành vùng đất hoang thủy. Cho dù là nước suối của biệt thự cũng đều là linh tuyền. Đại truyện cuồn cuồn trào ra. Người thường uống vào có thể tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ. Vùng đất quan trọng thế này khó tránh có người dòm ngó. Thôn trưởng, tôi cũng phải đi học, vậy nên cần phải tìm một người giúp tôi quản lý biệt thự. Đây, phần ca viên này bọn tôi không giúp được. Bọn tôi không có tổ chức, không có kỷ luật, sợ là sẽ càng ngày càng gây phiền phức hơn. Ở chung với mấy tên côn đồ này không có tiền đồ gì cả. Hay là Tần ca, tôi bằng lòng đi theo cậu, trông coi biệt thự cho cậu. Cậu, tôi xin thề, tôi trung thành tuyệt đối với cậu. Cũng được. Lan tử quay đầu quỷ hơn vạn. Vương Hứa Dương, anh ở lại đi, những người khác về được rồi. Vậy bọn tôi không làm việc nữa, mọi người giải tán đi. Vương Hứa Dương, nếu anh đã đi theo tôi rồi thì cho anh xem thử một thứ. Cái gì? Rốt cuộc, đây là viên linh thạch lấy từ trên người công tử Vũ Văn Nam,
phủ có chỗ dùng rồi. Tần ca, đây là Linh Tuyền đại trận. Không ngờ anh Tần có bản lĩnh thần tiên như thế. May mà mình không đấu với hắn, nếu không hậu quả khó mà lường đến. Cầu Tần, nhìn chúng tôi, cho tôi ở đây bảo vệ biệt thự là vinh hạnh của tôi. Tôi tình nguyện mãi mãi trung thành với ngài, xem ngài là chủ nhân, mãi mãi không phản bội. Cậu lo mà trông coi đàng hoàng, chỗ này nếu có sự xuất gì thì cậu biết hậu quả rồi đấy. Vâng, Tần à không, chủ nhân. Vậy thì có an ổn luyện tập rồi. Ngày hôm sau, nội viện biệt thự. Chủ nhân, cái chuyện gì mà gấp gáp thế? Thái Hành An và Hách Đại Hải nhìn chúng ngôi biệt thự này, muốn mua lại. Tôi nói đây là biệt thự của cậu Tần mà bọn họ không tin, còn đánh tôi một trận. Lần này tôi vốn tốn không ít công phu, tìm ra vùng đất thiên nhiên trời cho này. Thái Thanh Đại Sư nói rồi, đất này dựa vào núi gần biển, giữa biệt thự có mây mù bao quanh, theo phong thủy thì đúng là hạng nhất. Đây là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, nhưng mà xây dựng còn đẹp cho lắm. Chỗ này, và chỗ này. Để đến khi tôi mua lại được cái biệt thự này, tất cả phải theo yêu cầu của tôi, dỡ ra, làm lại, nơi tôi bắt buộc phải theo gu của tôi. Ban nãy mấy người nói muốn dỡ cái gì? Cậu Tần, không biết cậu Tần sống ở đây, vô tình đã tội xin ngại tha mạng. Tôi đã nói từ lâu rồi, đây là biệt thự của cậu Tần, ai bảo mấy người không tin. Vốn tưởng rằng cậu Tần sẽ không ở nơi thâm sơn cùng cốc này, là do bọn tôi sơ xuất. Nơi đây, người giỏi đất thiên, chỉ có cậu mới xứng ở chốn này. Tha cho mấy người, tôi cũng không tổn thất điều gì. Hai người đi đi, sau này đừng để tôi nhìn thấy hai người nữa. Đây đã, cậu Tần, tôi còn có một chuyện muốn hỏi. Xin hỏi nước này là cái gì? Hả? Nước này tên là Linh Tụ Thánh Thủy. Người bình thường thì được truyền vào có thể tăng cường thể lực chất, nâng cao nội bộ. Tha cho tôi mà muội, ngài có cách nào để bán chỗ nước này không? Bán ra? Chỗ nước này nếu có thể xuất hiện trên thị trường chắc chắn sẽ trở thành hàng hot bán đất vô cùng. Thái gia nhà tôi, nguyên vi cầu Tần, tu định cái sách. Tôi cũng thế. Bây giờ không cần tiền, nhưng sau này tu luyện về mặt dược sẽ tiêu nhiều tiền vô cùng. Vẫn phải chuẩn bị nhiều vốn một chút. Được, Thái Hà Nam, giao cho anh. Cảm ơn cậu Tần. Thái gia quan hệ rộng, giao cho hắn chắc chắn sẽ tìm ra cách. Nếu anh làm tốt chuyện này, tôi sẽ nghĩ đến chuyện thu nạp anh. Không vấn đề. Bây giờ tôi nguyện thật lòng quy tuận cậu Tần, nguyện làm trâu làm người cho cậu. Thái gia tôi sẽ làm tròn trách nhiệm. Tôi cũng thế. Cậu biết cướp công chuyện làm ăn quá nhỉ, không để cho tôi chút cơ hội nào. Tôi là do lo cho cái chân của cậu. Vương Hữu Dương, bây giờ tôi có nhiệm vụ giao cho cậu đây. Mời chủ nhân nói. Hai ngày sau có một người bạn của tôi đến đây làm thêm ngoài giờ. Trước khi tôi tu luyện kết thúc, cậu hãy đi bảo vệ sự an toàn của cô ấy. Chuyện Thanh Thủy chẳng mấy chốc người người sẽ biết, chắc hẳn sẽ không ít kể đến thăm. Đến lúc đó rồng rắn hỗn loạn, tôi sợ rằng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi chủ nhân. Hai ngày sau, khách sạn Thương Gia, quản lý đại sảnh. Ôi cô gái ơi, cô cứ đợi đấy tôi lâu cho, cô mau đi nghỉ ngơi đi. Nhưng mà đây rõ ràng là công việc của tôi mà. Lần trước có bảo đi làm thêm mùa hè, Tần Mạc có tiện cử mình đến khách sạn Trương Gia cho mình, nhưng mà sau đó bọn họ chẳng cho mình làm cái gì cả. Đây đâu có phải là làm thêm, rõ ràng là du lịch mà. Cũng nhạc, ta không có mất nhìn. Cô chủ đến rồi mà không ra nghìn đón. Cháu trai của Triệu Bắc Phong, Triệu Thái Hữu. À, cậu Hữu, đến rồi à, mau mau vào trong. Ồ, cậu Hữu, hôm nay cậu muốn ăn cái gì? Vướng chuyện. Trước tiên bảo cô ấy lên, dâng lên mấy ly trà. Cái này cả cậu Tần lần cậu Hữu đều không thể đắc tội. Hãy quản lý khó xử kia, vị khách này chắc chắn là rất quan trọng. Rót nước thôi mà, đơn giản. Được rồi, xin hãy để tôi một lát. Hiểu rồi. Trà mà các anh còn rây. Ôi, sắp 74, núi Thương Hoàng, thôn Trương Gia, bên trong biệt thự. Có sự hỗ trợ của Linh Tuyền Thánh Thủy và tiểu bồi Nguyên Đơn, mấy ngày nữa tiến lên trúc cơ đỉnh phong. Không biết qua một mùa hè có thể đột phá trúc cơ tiến kết vào kết đan hay không nhỉ? Chủ nhân, không hay rồi. Không phải tôi nói rồi sao? Sau khi tôi tu luyện thì đừng có quấy rầy tôi. Nhưng mà thần Uyển bị đám lưu manh bao quay ở nhà hàng Trương Gia rồi. Ở trong thôn Trương Gia có người dám động vào thần Uyển. Đi xem thử. Cậu, vạn phần xin lỗi. Xin lỗi cũng vô ích, không phải đã nói rồi sao? Lau sạch cho bố. Tên Triệu Thái Hữu này là đứa cháu nhỏ nhất của Điều gia, từ lúc sinh ra đã ngắm thìa vàng mà lớn lên, rất được Triệu lão yêu thương cưng chiều, thực sự không trọng giận được. Nhưng thần Uyển là do cậu Tần giới thiệu đến, cũng không thể đắc tội.
Cô Hữu, cậu xem là bọn tôi đền tiền cho cậu được không? Có bao nhiêu cậu cứ nói ra là được. Triệu Thái Hữu tôi là người thiếu tiền sao? Vậy thì cậu nhìn xem, thật sự là hết cách hay là bỏ qua chuyện này? Bớt nói lời thừa thải. Ây da. À. Hôm nay cô không lâu cũng phải lâu. À, đừng mà. Mày hả bưởi? À. Cậu Hữu, cậu không sao chứ? Cút ra, ai làm vậy? Mày hả bưởi? Láo này. Ất con, mày dám đến tao, mày biết tao là ai không? Là ai? Vì này là cháu út của Triệu lão đấy. Ất con biết sợ chưa? Ồ. Chứ dù là ông nội mày đến cũng không dám động vô tao. Hôm nay tao sẽ giữ tao diện cho Triệu lão. Mấy trò tác oai tác quái của mày tao sẽ xem như không biết. Sau này đừng có mà đến đây. Nó nói cái gì vậy? Chắc tao nghe nhầm rồi chắc. Ý nó nói là tha cho cậu Hữu của chúng ta sao? Mày muốn chết? Đánh cho tao. Thật là hết thuốc chữa. Quách, đứng đó làm gì? Xông lên. Quách, Hôm nay tao có chuyện, tha cho mày một mạng đấy. Mày có ngon thì đừng bỏ đi. Triệu thiếu gia, sao lại có một đứa cháu như thế chứ? Mà cảm ơn anh. Gặp chuyện thế này sao cô không trực tiếp gọi điện thoại cho tôi? Tôi không muốn gây phiền phức cho anh. À, nếu cô có bất trắc gì, đối với tôi là chuyện phiền phức, hiểu chưa? Đây lẽ nào là tỏ tình? Làm thế nào bây giờ? Mình nên trả lời thế nào đây? Tần mặt tôi, có gì bất trắc thì lại cứu. Độ khó sẽ cao hơn. Chân này chắc chắn sẽ là ế do thực lực mà. Tư phòng Triệu gia. Ê, cái tình thái hành an này mời mình đi thôn Trương gia dự tiệc. Chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Không đi cũng được. Ông nội phải làm chủ cho cháu. Hả? Hữu Nhi, sao mặt con lại bầm dập như thế? Thôn Trương gia có một thằng ớt còn dám đánh cháu. Người đó còn nói cho dù là ông nội đến cũng không dám động vào hắn. Có gì? Cái thằng nhóc ngông cuồng. Vừa hay, ngày mốt Thái Hành An có sắp xếp một bữa tiệc. Phải xem thử, một thôn dân còn có bản lĩnh đến đâu. 75, thôn Trương gia núi Thương Hoàng. Có khăn lắm, tôi mới làm cho ông nội gật đầu dẫn tôi đi tham gia bữa tiệc. Hai người theo sát một chút. Xì, nhà Yên Yên cũng nhận được thư mời. Tôi đi cùng Yên Yên là được rồi, còn lâu mới đi cùng anh. Wow. Trong xe lúc nãy là Bách Hâm dẫn đầu dược giới. Người có hiệp hội võ đạo cũng đến rồi. Còn có lãnh đạo trong thành phố nữa đỉnh. Tân Mặc, anh Đại Lực, sao anh lại ở đây? Nhà tôi ở đây mà. Nhà cậu là người của thôn Trương gia. Quả nhiên là đồ nhà quê lớn lên ở nông thôn mà. Đồ mắt mù này, nó ai là nhà quê thế? Đừng kích động. Ôi trời, đây không phải là tình lưu manh lúc đầu trọc ghẹo thằng Uyển đấy sao? Lăn lộn đến cạnh Tần Mặc rồi à? What? Tần Mặc ỷ vào bản lĩnh, có chút bản lĩnh thì tặc oai tặc quái, hiện giờ không phải cùng một ruột với tên lưu manh đó sao? Ây, sao anh ấy lại chìm trong trùy lạc, quay lại với một tên lưu manh vậy chứ? Đây là nhà của chủ nhân tôi, con nói linh tinh nữa là tôi sẽ bảo người đuổi mấy người đi đấy. Chủ nhân đấy, cậu là chó hả? Tần Mặc, cậu quản chó nhà cậu đi kìa, báo cậu ta đừng có sủa nữa. Tần Mặc, anh đi trước đi, lát nữa bảo vệ nhìn thấy sẽ đuổi người đấy. Tư Yên, cờ cậu ta đi, chúng ta vào trong đã. Cậu ta làm thế nào cũng không thể vào được biệt thự đâu. Người đến đây toàn là nhân vật xã hội nổi tiếng. Tân Mặc, cậu hữu danh vô thực, đến đây chỉ có nước rước dục vào thân mà thôi. Mời các người, có thư mời không? Anh bảo vệ, tôi là cháu của Lưu lão. Cô ấy là con gái của Từ gia, mẹ là Tưởng Tư Cầm. Các vị trưởng bối còn có phía sau, sẽ đến đây ngay thôi, các anh để bọn tôi vào trong đi. Không có thư mời, không thể vào. Di Tưởng cũng đến sao? Nở mặt Di Tưởng vậy. Tôi giúp mọi người vào. Cậu giúp bọn tôi? Cậu tưởng đây là nhà cậu à? Đây đúng là nhà tôi mà. Đừng có chém gió nữa, vừa phải thôi. Chủ nhân nhà tôi không cần phải giải thích, chúng ta vào thôi. Ôi, ông mà, cuối cùng ông cũng tới rồi. Anh ta không cho bọn cháu vào. Mẹ, Mặc đã mấy ngày rồi không nhìn thấy cháu, gần đây vẫn ổn chứ? Cậu Toàn cũng ở đây sao? Cảm ơn Di Tưởng đã quan tâm, gần đây cháu rất ổn. Đây là thư mời của chúng tôi, chúng tôi có thể mời vào rồi chứ? Đây là thư mời bình thường, chỉ có ở phòng khách. Nhìn màn hình, không thể vào trong hội trường.
Hơn nữa một thư mời cho một người không thể dẫn theo người không có liên quan vào. Dù mà có gì mà không thể vào, anh có biết ông nội tôi có thân phận gì không? Yên tâm, cháu sẽ để mọi người vào mà. Đứa ngốc này, đây là tiệc của Thái Hành An, sao có thể nói vào là vào được? Được rồi, để mọi người vào trong hết đi, bọn họ đều là bạn của tôi. Hả? Cậu từ đâu chui ra thế? Thằng này liều. Tân mặt hơi lố rồi đấy. Ôi trời, đờ mờ mất mặt quá, cãi nhau ầm ĩ gì thế? Mời tổng giám đốc Thái. Mời ông chủ Thái. Âm âm làm cái gì? Tân mặt Thái Hành An nghe nói cậu ăn nói sàng bậy, cậu xem cậu xử lý như thế nào. Cậu Tân, xin lỗi tôi đã đến muộn. What the hell? Hoàng đế thế giới ngầm của Long Thành lại cung kính như vậy với Tân mặt sao? Cái gì? Tổng giám đốc Thái ngài đang bóp. Nhìn cho rõ, cậu Tân là chủ nhân của biệt thự, người cũng không nhận ra, làm ăn cái kiểu gì thế? Cậu bị đuổi, cút đi. Chủ nhân của biệt thự này là của anh ta thật sao? Của anh thật là lợi hại, đây là nhà anh thật này. Được, được rồi, mọi người cùng vào thôi. Tiểu Tuyết, cô nhìn thấy rồi chứ? Con của cô giờ đã có tiếng rồi. Tân Tân có thể tự gánh vác. Rồi, phong tiệc. Lại kính cậu ly, một tầng một ly, cậu Tân. Tôi không uống được nhiều, mời các vị tôi qua bên kia nghỉ ngơi một lát. Vậy cậu nghỉ ngơi đi cho khỏe nhé, bọn tôi không làm phiền cậu nữa. Tân mặt thế này, người bình thường sợ là cả đời cũng không vượt qua nổi. Phải ác đến rồi. Ông nội, tên dám đánh cháu ở Thông Trường Gia chính là hắn. Đến đây là hết rồi. Rất tiệc rượu Thái Hành à. Tiêu Tử, tao đã nói rồi, sẽ không tha cho mày. Ông nội tao tới rồi, mày chờ chết đi. Tân mặt lần này có lẽ ngã rồi, có còn phủ sạch quan hệ với hắn không? Mặt sao lại đắc tội với Triệu gia, phải làm sao đây? Một lát đánh nhau đừng búng máu lên người tôi. Mình cũng quá xui rồi, vừa nãy còn cùng Tần tiên sinh, hắn đắc tội với Triệu gia. Tân mặt lần này coi như xong rồi, ví dụ hắn đã cứu Triệu lão, nhưng hắn đánh chút trai bảo bối của Triệu lão, Triệu gia nhất định không tha cho hắn, đây là đương nhiên. Tân mặt không chết cũng phải mất lớp da. Đại lực ca. Triệu lão sắp ra tay rồi, đánh chết Tần mặt. Quỳ xuống, thằng cháu bất tài này. Anh có biết người đó là ai không? Tần tiên sinh là ân nhân cứu mạng của Triệu Bắc Phong tôi. Đậu xanh rau má, không phải chứ? Thằng cháu bất tài, đi xin lỗi Tần tiên sinh. Đứa nhỏ Triệu Thái Hữu này, từ nhỏ chưa từng bị đánh một đầu ngón tay. Hôm nay bị đắc tội Tần mặt, bị ông nội đánh hắn đến thê thảm như vậy. Con không xin lỗi ông nội. Ông vừa vào cái gì vì một người ngồi mà đánh con? Con không xin lỗi, nếu ông lại ép con chết cho ông xem. Mày sự là mất hết cái diện của Triệu gia quân môn. Được, không xin lỗi đúng không? Từ nay trở đi, mày không còn là người của Triệu gia nữa. Ông nội, ông muốn đoạn tuyệt quan hệ với con. Ông nội vì Tần mặt mà đuổi mình khỏi Triệu gia. Tần mặt này rốt cuộc có lai lịch gì? Tần tiên sinh, xin lỗi. Đứng lên đi, sau này đừng có tự bôi đen mặt Triệu gia các người. Vâng. Hơi. Ngay cả Triệu gia cũng tôn kính Tần tiên sinh như vậy, mình rốt cuộc theo đúng người rồi. Gia vậy mà lại tôn trọng Tần mặt như thế, xem ra chuyện tôi muốn làm không sai biệt lắm. Được rồi, phía dưới bắt đầu bước vào chủ đề của bữa tiệc ngày hôm nay. Đại lý Linh Vũ. Linh Vũ Thanh Thủy này có thể kéo dài tuổi thọ, cương thân kiện thể. Người có năng lực ở đây có thể đại lý tiêu thụ. Giá cả một ly 10 vạn. Một ly 10 vạn. Tần tiên sinh, những vị có mặt ở đây đều không phải nhân vật nổi tiếng của Long Thành, nhìn qua việc đời cũng không ít. Nhưng một ly nước bán 10 vạn nghe vào như thủ đoạn của bọn giang hồ lừa bịp. Tôi thấy chính là lừa gạt. Lão sực, dám nói Tần tiên kinh là lừa gạt. Không sao, không tin đặt nước xuống, hiện giờ có thể đi. Này, chảnh như vậy sao? Thiệt sự tôi coi mình là trung tâm thế giới rồi. Đợi một lát đi, đều đi hết xem như cậu chỉnh thế nào. Các vị không bằng như thế này, để hai đứa cháu của lão phủ thay mọi người dùng thử một chút. Nó từ nhỏ thân thể yếu ớt, nếu nước thánh có hiệu quả cũng thuận lợi cho mọi người nhìn ra. Biện pháp này tốt. Ông nội, ông thật sự tin tưởng sao? Hữu Nhi, nếu thật hữu hiệu, nó không chừng có thể tốt cho thân thể con. Cái này nếu có thể, con sẽ được biểu diễn đi. Ý rồi. À.
cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái này. Hữu Nhi, cảm giác thế nào? Ông thấy sắc mặt con hồng thuận không ít. Chính xác, cảm giác vô lực trước đó biến mất rồi, thân thể cũng thả lỏng hơn nhiều. Đúng là thần dược anh, định giá 10 vạn cũng là hợp lý. Tốt quá Hữu Nhi, con từ nhỏ đã muốn làm lính, có nước này thì con có thể được như nguyện rồi. À, nếu thật là có thể tham gia quân ngũ, sau này con tuyệt đối không quậy nữa. Tần tiên sinh, tôi nguyện ý đại lý nước thánh, phí đại lý là bao nhiêu? Tần tiên sinh, bất kể giá cả bao nhiêu, tập đoàn Bách Thị chúng tôi đều nguyện ý đại lý tiêu thụ. Tôi nói nếu uống cái nước này là có thể trở nên mạnh mẽ. Chúng ta làm lính còn luyện cái gì? Hả? Hứa Thành và Gia Thành Ca, hai người cũng đến rồi. Đã lâu không gặp. Hứa Phi Thường, hắn có lẽ là tổng tư lệnh quân khu Hỏa sao? Hai ông cháu bọn họ quanh năm đóng ở khu Bắc. Quân khu, sao lại đến nơi này? Hai vị nó không tin công hiệu của nước thánh của tôi, có thể luận bàn cùng Triệu Thái Hữu ngay tại đây. Chưa đã. Để binh đặc chủng tại ngũ tỷ thí cùng Triệu Thái Hữu. Triệu Thái Hữu này không phải bị đập chết sao? Cũng tốt. Thái Hữu đệ đệ, vì phòng ngừa cậu bị mắc lừa, Thành Ca nên đi với cậu hai chiêu. Hả? Mặt có hơi khuếch đại hiệu quả của nước thánh này rồi. Uống ngụm nước thì có thể đánh thắng đặc binh chủng. Triệu Thái Hữu này là củi mục nội danh đây, Triệu Thái Hữu căn bản không làm được. Không, tôi có thể làm cho anh ta đánh được. Giờ lạnh lại rồi. Chấp 77. Trong sảnh tiệc, Triệu Thái Hữu và Hứa Thành bắt đầu đọ sức. Thái Hữu đừng chạy trốn. À, không trốn thì bị đánh bởi đầu sao? Tốc độ nhanh hơn trước rồi, không tệ. Má ơi, chỉ biết chạy chả khác gì phế vật. Anh nhỏ tiếng chút, liệu lão Triệu vẫn còn ở đây? Võ công căn bản quên hết rồi sao? Thái Hữu đệ đệ, đừng mất tập trung. Đỡ được rồi. Cậu ta đỡ được đòn đánh của đặc chủng bên sau. Một lực này của Hứa Thành được cho là có thể đánh ngất một con tê giác được trưởng thành. Cái gì? Đứng dậy. Đau quá. Anh ra tay mạnh quá rồi đấy. Hiệu quả của nước thánh sẽ khiến em có khả năng chống đòn hơn sao? Trình độ này còn không đủ để đối chiến với đặc chủng binh. Tần Mặc, không phải cậu muốn giúp tôi sao? Lẽ nào dùng mắt để giúp à? Thì thầm. Ồ, ghê chưa. Anh Thành, lên tiếp đi. Lần này em sẽ không chạy nữa đâu. Lực đạo không tệ, tên này sao đột nhiên lại hăng thế nhỉ? Thái Hữu, đã hay lắm, tiếp tục. Mấy mươi hồi rồi, Triệu Thái Hữu này vẫn chưa ngã xuống. Thái Hữu uống xong nước thánh thì có thể dùng cùng Thành Nhi giao thủ mấy lần. Sau này nếu như chăm chỉ luyện tập, giả như có ngày đó chắc chắn sẽ rất thành công. Lợi hại, nước thánh quả thật là rất hiệu quả. Tôi muốn nước thánh, tôi muốn đại diện. Cậu Tập, bán nước thánh cho tôi đi. Đệ đệ, đúng là tràng hán tử. Quyền này của anh quá cứng rồi, thế này là được rồi. Hủ đệ, vừa rồi Tần Mặc nói gì với em? Cậu ta nói với em, đánh thua tôi sẽ đánh chết cậu. Lúc đó em sợ chết đi được. Cũng khó trách. Với sức mạnh của Tần Mặc, nếu như thực sự ra tay thì không chết thì cũng tàn phế. Nhi, trong lúc chiến đấu tâm lý khó không chớ hơn là võ lực. Tần Mặc này lợi hại hơn ta tưởng tượng. Anh Thành, vừa rồi là gạt anh đó. Lúc đó Tần Mặc nói với em, Triệu Thái Hữu, hôm nay chính là trận đầu tiên thực hiện ước mơ của cậu. Cơ hội chỉ có một lần. Vâng, Hứa tư lệnh ngài tìm tôi có việc gì? Trước đây tôi ở núi Thường Hoàng nhìn thấy cậu và Nguy Trần thi thố, vẫn luôn muốn tới làm quen. Không giấu gì cậu, tôi muốn mời cậu làm giáo luyện cho bộ đội đặc chủng binh. Nghe có vẻ phiền phức. Tôi biết rõ thân phận cậu Tần bây giờ rất đặc biệt, làm việc cũng vô cùng cẩn thận. Chỉ cần những gì cậu Tần làm là hợp lý, quân khu chúng tôi có thể mở điện xanh cho cậu, cho phép thông hành hoặc bị không bị cấm chớ chuyện gì. Có được thân phận trong quân đội sau này, hành sự sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi đồng ý. Hai ngày nữa tôi sẽ tới quân khu báo danh. Được được, cậu đồng ý là tốt rồi. Tôi muốn mua nước thánh, các người có bao nhiêu hàng? Tân tổng quyền đại diện đưa ai đây? Cậu Tần, cậu đừng nói nữa, tôi sắp chặn không nổi nữa rồi. Cậu Tần, ông cháu chúng tôi không làm phiền cậu nữa. Được. Cậu Tần, cậu đã quyết định xong đại diện rồi chứ? Cậu Tần, cậu xem tập đoàn chúng tôi có thể đại diện được không? Mọi người nghe tôi nói, chuyên tiêu thụ nước thánh này đã giao cho Tần Hành An và Bách Ham phụ trách. Các người đừng hỏi tôi nữa. Đúng rồi,
Bách tổng quyên đại diện xin đầu tiên một phần cho Từ gia, mong được chiếu cố hơn. Hiểu. Từ gia nào? Chắc không phải là xưởng dược Từ gia đó chứ? Cái xưởng thuốc nhỏ đó sắp hết hơi ở Long Thành đó à? Hả? Ngoài biệt thự. Thật là quá đáng. Cái gì? Bọn họ lại đề xuất cho Diệt Nhiên. Chú Bách Diệt Nhiên sao thế? Phiền cô ta nhiều lần rồi, không thể rút thêm viện phức cho cô ấy nữa. À không, không có gì. Chứ chuyện nhỏ ấy mà. Cậu Tần đừng quan tâm. Chú Bách, như chú không nói, tôi cũng có thể đi hỏi người khác. À cái này, vừa rồi là người làm bên Dược Gia gọi tới. Dược Gia không chỉ không tuân theo quy định, kiên quyết cho Dược Văn cưới Diệt Nhiên, mà còn ngày càng táo tợn hơn, lũng đoạn dược nghiệp của Long Thành. Báo tôi ngày mai đi bàn bạc, nói mà không giữ lời. Ngày mai tôi sẽ đi cùng chú đến thành Dược Sinh, giúp chú giải quyết chuyện này. Chấp 78, điểm hẹn của Bách Hâm và Dược Gia. Diệp Nhiên, cô đứng ở cửa làm gì thế? Chú Bách Lâu, cho tôi đã vào trong trước rồi, tôi có ý đứng đây đợi cậu đấy. Sư phụ, cậu mau đi đi, chuyện này đừng xen vào nữa, vốn không liên quan gì đến cậu mà. Tôi đã nói sẽ không để cô gả đến Dược Gia, tôi nói được thì sẽ làm được. Nhưng Dược Gia chết cũng không giữ lời, chúng ta phải làm sao đây? Yên tâm, chết cũng không giữ lời, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá. Sư phụ, bọn tôi không cần miễn phí dược liệu nữa, không cần chuyện buôn bán thuốc, cứ cung cấp tiêu giá cả trước đây được rồi. Xin các ông hãy tha cho Diệt Nhiên, bỏ qua cho dược giới của Long Thành đi, người bàn chuyện của Dược Gia. Ôi trời, không phải trước đây cái khí thế lắm sao? Không phải các ông có tiểu tử tần mặt chống lưng à? Hay giờ lại đến đây cầu xin rồi à? Bách Hàm tôi nói cho ông biết, giờ cầu xin muộn rồi. Theo ý lời của Dược Gia chủ, muốn có lượt cung cấp dài hạn của dược liệu, dược giới của Long Thành phải rút ra 50% lợi nhuận. Ngoài ra là Bách Gia nhất định phải liên hôn với Dược Gia ta. Xin ông. Ồ, phải rồi, hiện giờ tần mặt ở đâu? Không phải hắn rất lợi hại sao? Không phải đã xử lý được đại sư huynh Trần Ngụy trấn giữ Nam Phủ sao? Hắn đâu? Sao không đến cứu các ông? Bạch Hâm à, hôm nay ông nói những lời này ở đây, Dược Gia tôi chính là đế vương của dược giới Hoa Hải, tần mặt là cái thái gì chứ? Có gan thì chống lại Dược Gia đi. Hay cho một Dược Gia. Cầu Tân, tần mặt tôi đúng là không có bản lĩnh gì, nhưng Dược Gia thua rồi thì nên thực hiện lời hứa của mình đi, không phải sao? Cậu còn tưởng mình là nhân vật gì thật à? Dược giới của Hòa Hải, của Dược Gia tôi, Dược Gia tôi không thực hiện lời hứa này, cậu làm gì được? Thật là cho dù hôm nay cậu Tần đánh người này cũng không đảm bảo được sau này. Ông có biết được các người đã thua trận cược rồi lại không có tiền cược, hắn chỉ có hậu quả gì không? Cái gì? Hậu quả chính là chết. Hắn chết rồi. Yên tâm, chuyện của Dược Gia để tôi xử lý. Rạng sáng ngày kia, Dược Gia sẽ ngon ngõn đưa dược liệu. Chú Bách, đừng để tôi nhìn thấy chú cầu xin chúng một lần nữa đấy. Vâng, cầu Tần. Tối hôm sau, Bách Phường Lầu, thành phố Dược Sinh. Cảm ơn hội tụ mỗi năm một lần của Dược Gia chủ. Có thể cho chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát, giao lưu tình cảm với nhau. Đương nhiên rồi, dù sao thì Dược Gia cũng tồn tại đến cao của giới dược phẩm mà. Chứ dù tần mặt gì đó là mưa làm gió, chẳng qua chỉ là một vai hề nhảy nhót mà thôi. Tần Mặc đụng đến thành phố của Dược Sinh chúng ta, Dược Gia tôi cũng chỉ là lý luận không đáng chút thôi. Nếu không, làm gì còn được sống cho hắn? Trước đây không phải Dược Gia chủ đã thua cực Tần Mặc sao? Bước tiệc to thế này không chịu ảnh hưởng gì sao? Nghe nói không tôn thủ. À, vậy không phải là ngang nhiên vi phạm sao? Mọi người đừng hồn màu nữa. Không phải mọi người rất tò mò chuyện cá cược sao? Vậy hôm nay tôi nói cho mọi người biết. Mọi người còn nhớ trên cuộc thi Dược Tần Mặc luôn ăn nói linh tinh, xác nhận bừa một cô gái nói là đời sau của Linh Gia không? Nhớ. Bởi vì cô gái đó đã chứng minh hư dung thuần đang cậu ta mới thắng được. Tôi cho mọi người xem kết cục của cô gái gọi là con gái của Linh Gia. Đây chính là cô gái đó. Tại sao phải chia lại? Để tôi vén màn lên. Đây còn là người nữa không? Rõ ràng là quái vật. Đây chính là kết cục đối đầu với Dược Gia sao? Không phải cô nói cô là lãnh tâm sao? Chứng minh thế nào? Rõ ràng cô không thể chứng minh tầng mặt đó không thể thắng được Dược Gia tôi, đương nhiên không còn thực hiện quyết định đó nữa rồi. Không sai, Linh Tâm đã chết từ lâu rồi. Tần Mặc chọn bừa một cô gái muốn chứng minh đan dược của mình có tác dụng, cậu ta mới là người thua cuộc. Dược Gia chủ mau ra ngoài đi, người này tởm quá rồi. Đã nghe thấy chưa, Tần Mặc có thể cứu được nhan sắc cô, lão tử Diệt có thể hủy nhan sắc của cô, hiện giờ ai còn muốn biết được cô là lãnh tâm chứ? Ai còn dám nhắc lại chuyện quá khứ chứ? Linh Tâm, cô muốn đối đầu với Dược Gia còn non lắm. Dược Gia tôi mới là chúa tể của thành phố Dược Sinh, Tần Mặc còn con chẳng qua chỉ là con kiến thôi. Dược Gia chủ nói đúng lắm, Dược Gia thật là lợi hại. Bóp.
Ai? Náo nhiệt như vậy, sao lại quên mời tôi? Lòng người, sao lại ác độc thế chứ? Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Tần mặt. Cuối cùng anh cũng đến rồi, tôi lạnh quá. Anh đừng đi nữa có được không? Ừ, không đi nữa. Sau này, thành phố Dược Sinh, tôi để cô làm chủ. Tần Mặc, cô vừa nói gì thế? Để Linh Gia làm chủ. Cô tưởng cậu là ai chứ? Đây là thành phố Dược Sinh, không phải Long Thành. Lúc cô thi Dược, Dược Gia và Bách Gia đã lập ra một cuộc cá cược. Dược Gia vẫn còn nhớ chứ? Nhớ. Nhưng Dược Gia tôi không tuân thủ điều ước đấy. Tần Mặc, cậu có thể làm gì? Tất cả mọi người đều ở đây đều theo Dược Gia tôi. Một mình cậu có thể nghịch thiên chắc. Lời này là thật sao? Tôi cho ông một cơ hội nữa. Tần Mặc, cậu là cái thá gì? Dược Gia tôi cần cậu cho cơ hội sao? Mau cút khỏi thành phố của Dược Sinh đi. Nếu không, tất cả quyền thế ở đây liên hợp lại khiến cậu chết không toàn thây. Đúng vậy, sau lưng Dược Gia có thành phố Dược Sinh chống lực. Sợ gì một tiểu tử lại làm chắc. Bọn tôi ủng hộ Dược Gia, thành phố Dược Sinh còn chưa đến lượt Tần Mặc làm chủ. Dược Gia, chủ nhân từ. Cậu còn không cút đi. Hôm nay cậu làm loạn bữa tiệc này đúng là không biết sống chết. Phải đấy, không biết sống chết. Bách Phường lâu đẹp biết bao. Dược Gia lại có biệt thự huy hoàng tráng lệ thế này. Nhưng tiếc là tối nay máu sẽ chảy thành sông. Ta muốn rửa Bách Phường lâu. Chạy mau, chạy mau. Mau chạy đi, Tần Mặc giết người rồi. Tối nay tất cả mọi người của Dược Gia, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Tôi không phải người Dược Gia. Vừa rồi ngươi tự xưng mình là người Dược Gia, tôi giọng gào thét, không phải có anh sao? Chết. Tần Mặc, Dược Gia tôi tôn quý nhất, tôn quý bậc nhất thành phố Dược Sinh, chẳng lẽ Tần Mặc tôi cũng dám đụng có phải không? Tần Mặc, cậu dám động đến Dược Gia tôi, cậu không thoát được thành phố Dược Sinh đâu. Dược Văn, tôi cho cậu bao nhiêu là cơ hội. Nhưng không biết hối cải. Vân Nhi, Mày còn muốn làm gì nữa? Không lẽ Tần Mặc muốn cho nhà đầu Linh Gia đó làm chủ thật sao? Phiên Dược Gia chủ triệu tập tất cả quyền quý của thành phố Dược Sinh. Tôi có lời muốn nói. Đúng rồi, chỉ triệu tập quyền quý thôi thì chưa đủ. Tôi còn cần các người giúp tôi tìm một con chó. Chó? Cậu ta còn chó đó làm gì? Chấp 80. Một lát xong. Cậu Tần, ngươi đã tới cả rồi, chó cũng đã tìm được một con. Được. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, người của Dược Gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Gia chủ của Dược Gia, Dược Thần nên cũng sợ đến hồn bay phách tán, không có chút lực lãnh đạo nào. Nhưng Dược giới không để một ngày không có chủ. Chúng ta còn tìm ra một người có đủ để dẫn dắt thành phố Dược Sinh, tránh cho các vị đi nhầm được. Bất đắc kỳ tử tin cái quần què ấy. Nhưng mà Dược Gia tiêu rồi cũng là chuyện tốt. Chúng ta có thể nhân cơ hội này đoạt quyền. Nếu có thể lấy được kinh doanh độc quyền của Dược Gia thì phát tài rồi. Cậu Tần nói rất phải. Người dân đầu của giới dược phẩm thố Dược Sinh nên đổi người rồi. Cậu Tần thấy nhà tôi thế nào? Các người. Được rồi, đừng tranh nữa. Tôi cảm thấy con chó này rất thích hợp làm chủ Dược Gia lãnh đạo các người đấy. Chó làm chủ Dược Gia? Một con chó làm chủ Dược Gia, ý cậu là sao? Tần Mặc, cậu sao thế? Có ý kiến? Tôi chào gia chủ. Xin chào Dược gia chủ. Rất tốt, rạng sáng ngày mai dược liệu miễn phí của Long Thành nhất định phải đưa tới. Đây là ý của gia chủ các người, hiểu chưa? Vâng. Ồ, phải rồi, còn một chuyện tôi quên nói. Chủ nhân của con chó này là Lãnh Tâm. Tôi con chó đã xin nhục Dược gia chủ đã đành, sao còn đợi đưa con gái lên chủ làm lên gia làm chủ nhân của con chó chứ? Cậu Tần, Lãnh Tâm của nương nhan sắc đã bị hủy, sợ là tổn thất cái hình tượng dược giới thành phố Dược Sinh chúng tôi. Vậy chúng tôi không phải không bằng cả một con chó sao? Phải đấy, cậu Tần, không thể để một người xấu như vậy làm chủ của dược giới. Xin cậu hãy suy nghĩ lại. Ai nói nhan sắc Lãnh Tâm xấu xí? Tần Mặc. Ồ, vết thương của cô ta đều khỏi hết rồi, hơn nữa còn đẹp hơn trước nữa. Giờ trở đi Lãnh Tâm chính là chủ của dược giới thành phố Dược Sinh. Vâng, biết thư Dược Gia. Người của Dược Gia đã chuyển đi hết rồi, sau này đây chính là nhà của cô. Cảm ơn anh như vậy cũng coi như có thể an ủi linh hồn gia tộc tôi trên đời. Vậy thì được rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi đây. Tần Mặc, xin hãy dừng bước. Ồ, lấy thân định đáp rồi.
Cô đang... Tôi không có gì tốt để báo đáp anh, chỉ có thể... Không, không cần, tôi không cần. Máu mũi, mày có thể bớt bớt lại một chút không? Chảy thế này thì ai tin được. Tôi không phải loại người như thế, tạm biệt. Tổng giám đốc Bách còn có việc đang chờ tôi. Tân mặt. Sau này chỉ cần muốn, lúc nào anh cũng có thể đến. Lãnh tâm tôi, đời này chính là người phụ nữ của Tân mặt anh. Nguy hiểm thật, xích tí nữa thì xong rồi. Mau, cậu Tân đến rồi. Hô đều một chút. Đại diện toàn thể công nhân viên tập đoàn Bách Thị bày tỏ lòng cảm ơn với cậu Tân. Chú Bách, chú đây là... Dược gia đã thực sự toàn bộ dược liệu đến rồi. Đây đều là công lao của cậu Tân cả. Mọi người đều là bậc cha chú của cháu, không cần phải hành đại lễ thế này. Mời mọi người đứng dậy đi. Cậu Tân tuổi còn nhỏ mà đã có đức tính như vậy, đúng là phúc của Long Thành. Ơ, sư phụ, gì thế? Cậu vì tôi làm nhiều chuyện như vậy, tiểu nữ đời này không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Ôi, đệt. Mình vừa ra khỏi ổ sói, giờ lại vào hang cọp rồi. 81. Có phải rất vui mừng không? Tôi còn có việc, hôm khác gặp lại. Mà cậu có ý gì hả? Bà đi nghiêng nước nghiêng thành, tự mình dâng hiến cơ thể này, cậu còn không vui sao? Trong giai đoạn tu hành mà yêu đương thì hại thân, hại thận quá. Bà đây hy sinh nhan sắc mà cậu cũng chẳng có chút phản ứng nào, cái đồ đần. Nhà hàng Thiên Phú. Thôn Yến, cô ấy làm thêm ở đây à? Lý, tôi chỉ muốn suy nghĩ nửa ngày mà thôi, buổi tối nhất định sẽ làm bù. Mẹ cô bị ốm tôi cũng rất đồng cảm, nhưng gần đây không đủ nhân lực. Bây giờ có đồng viên rời đi thì ai sẽ phụ trách phục vụ khách VIP ở lầu 2 đây? Mẹ cô ấy bị bệnh có thể chậm trước chút, tạm thời phân công việc lại không? Anh Tân, Tân Mặc, Tân Yến là bạn của anh Tân à? Mặc dù tôi cũng rất muốn nở mặt anh Tân, nhưng bây giờ chúng tôi thật sự rất thiếu người. Khách ở trong mấy phòng bao ở lầu 2 đều đang đợi. Hay là để tôi làm thay cô ấy đi, anh cho cô ấy nghỉ nửa ngày thế nào? Ờ, anh Tân đã nói vậy, tôi cũng không thể không nở mặt anh. Tôi phải duyệt cho cô ấy nghỉ phép nửa ngày. Tân Mặc, cảm ơn anh đúng là cứu tinh của tôi. Có gì đâu, cô cứ đi về đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Ồ nào. Chúc mừng anh, Long trúng tuyển vợ bộ đội đặc chủng. Anh Long thật đỉnh. Sau này anh còn không còn là người bình thường nữa rồi. Chuyện nhỏ thôi mà. Đến lúc đó phải giúp đỡ bọn em đấy nhé. Em nói này, nếu anh Tân Mặc đó mà biết thân phận này của anh thì có lẽ sẽ không chịu được mà quỳ xuống xin tha thứ đấy. Tôi là đội viên bộ đội đặc chủng Răng Sói, là binh vương số 1 quân khu Hoa Hải, là người tài giỏi được chính phủ thừa nhận. Cái lỗi dân thường như Tân Mặc đối với tôi chẳng là cái thá gì cả. Có điều nhân viên phục vụ ở đây thật là gọi một bình rượu vang thôi cũng lề mề nữa, làm ảnh hưởng đến việc chúc mừng anh Long. Tân Mặc mấy tháng không gặp, mày lại lơ lạc đến làm phục vụ nhà hàng này rồi à? Liên quan đến anh à? Cậu Tân Mặc, anh Long bây giờ đã là đội viên của bộ đội đặc chủng Răng Sói, cậu không động vào được đâu. Nói chuyện lỡ phép một chút. Ồ, chúc mừng, chúc mừng. Phục vụ mà dùng thái độ này nói chuyện với khách quý à? Gọi quản lý ra đây. Long Quân, anh cái gì? Tân Mặc có lòng tốt chúc mừng anh mà anh còn cố ý làm khó nấy à? Tân Mặc, quả nhiên Tiểu Ly vẫn nhớ nhung Tân Mặc, đáng chết. Long ca chỉ muốn cậu ta có thái độ tốt chút thôi, làm khó gì chứ. Người số 1 Long Thành cũng chỉ là cái danh hư mà thôi. Cho dù thành tích ở bài đạo của Tân Mặc có cao hơn nữa, đi vi trong thành có được đỉnh hơn nữa thì trong mắt mọi người vẫn không thể so sánh được với thân phận bộ đội đặc chủng Răng Sói. Đúng thế, anh Long chỉ dạy cậu đào làm người mà thôi, làm khó cái gì chứ. Rõ ràng là cậu ta hành hệ với anh Long, một nhân viên phục vụ mà cũng dám ra vẻ à. Trước kia mày 5 lần 7 lượt đối đầu với tao, Long hỏng việc của tao, tao còn chưa tìm mày tính sổ, hôm nay mày lại tỏ thái độ đó với tao. Mày đúng là không biết điều, bây giờ tao nhất định phải bắt mày xin lỗi. Tao vì cái chuyện hôm nay và hôm trước nữa. Xin lỗi, mau xin lỗi. Từ khi kết thù với nó, mình ngày đêm trông ngóng có thể vượt qua nó. Bây giờ mình đã là một thành viên của bộ đội Răng Sói, đẳng cấp còn cao hơn cả quân khu Hoa Hải. Hôm nay mình nhất định phải thay đổi cục diện trước mặt Tiểu Ly. Tôi xin lỗi á, chỉ sợ anh không nhận nổi. Tân Mặc, mày còn dám dùng cái ngữ khí này nói chuyện với tao à? Mày tưởng rằng tao vẫn như ngày xưa? Mày có bây giờ còn không có tư cách để quỳ xuống liếm dậy cho tao? Rượu vang này không tội, mày không biết hối cải à? Này, yên tĩnh. Chào chú Long. Long Thiên Hào, bố Long Quân, thế gia nhà tướng, là đại lão của quân khu Yên Kinh. Tôi đã nghe nửa ngày rồi, cậu chính là Tân Mặc lần trước đối đầu với quân Nhi khu sao? Ồ, là tôi. Bây của giờ, quân Nhi là thành viên của bộ đội đặc chủng Răng Sói, tốt nhất là cậu nên biết thân biết phận để tránh bị đánh chết.
Bây giờ cậu xin lỗi Quân Nhi đi, mọi chuyện có thể bỏ qua. À, chú à, chỉ sợ chú là người phải lo lắng. Trước giờ tôi chưa từng so đo với con trai chú, là hắn cứ muốn tranh giành cao thấp với tôi. Tôi làm sao có thể xin lỗi hắn được cơ chứ. Ô ngông quân, đối mặt với đại lão của quân khu Yên Kinh, quân khu thủ phủ của Hải, tân thời lại dám. Vì đã đưa rượu lên rồi, mời từ từ thưởng thức. À đúng rồi, Long Quân, nếu như anh muốn gây chuyện thì tận mặt tôi cũng bồi. Nhưng nên muốn lấy thằng vòng đội viên bộ đội đặc chủng răng sói ra áp bức tôi thì tôi chẳng thèm để vào mắt đâu. Tông mặt để lúc tao quay lại răng sói thì sẽ giết mày đầu tiên. Tôi muốn xem anh định